cho em trai cái chặt chẽ của con các bạn nha. Đó, đóng từ đi chúng ơi, đóng từ đi chúng ơi, xem mọi siêu gì không, xem nó chạm kia không. Ok, chúc mời cho bọn em đi chạm kia. Ok, hiện tại đang lắp cho em trai nhá. Đây là bộ chấm nhé mọi người, hàng rất là dày luôn, inox 34, gập máy khoan lỗ sắt. Đấy, khoan lỗ sắt anh em chỉ cần cầm vít 4 cạnh bắn thẳng lên trên thôi, các bạn bắn mớm vào lên luôn nhá. Đấy, rất đơn giản luôn. Ok, thế là xong các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn này, nóng quá phát là bớt cái quần. Ok rồi anh em. Ok rồi anh em, con này là 110S nhá, có nghĩa là đầu cabin mút rồi các bạn này. Đấy, ở đây, hiện tại anh em nắm mắt đây. Rất đơn giản, bên trong của nó thì các bạn bắn trực tiếp 3 con vít hoặc 2 con vít nhá. Tao có thể lắn chỉnh ra chút nào. Em mở cho anh tí. Em mở. Rồi, em mở cho anh phát xem bị chạm không? Hai bên nó sẽ chung ơi. Cầm về khoan đây, bắn cho chúng nó con vít trong nữa. Alo, con trong rồi chung ạ, có phải ra được. Rồi, đây rồi, đây rồi. Đây không lên lại thế nào. Gửi ngay.